Một vú dày có phải là ung thư? Là con gái, nếu sở hữu vòng một khiêm tốn thì sợ bị chê màn hình phẳng trước sau như một. Còn nếu đấy là một chút thì cũng đẹp nhưng cũng lo đấy. Mô vú dày có phải là ung thư hay không? Theo dõi video sau để có câu trả lời nhé. Thế nào là mô vú dày? Trước tiên, bạn cần phải hiểu được mô vú dày nghĩa là thế nào. Vú của phụ nữ được cấu thành từ nhiều loại mô khác nhau, chẳng hạn như mô mỡ, các tuyến và các mô liên kết. Mô vú dày là tình trạng vú có nhiều mô liên kết hơn mô mỡ. Mô vú dày có thể gặp ở bất kỳ lứa tuổi nào. Tuy nhiên, với đa số phụ nữ thì mô vú dày sẽ ngày càng ít đặc hơn khi già đi. Nguyên nhân gây ra mô vú dày đặc và ảnh hưởng của mô vú dày đặc, tôi nghĩ đây là vấn đề đang được khá nhiều người quan tâm. Theo thạc sĩ, bác sĩ Quách Thanh Dung, khoa nội ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Tham City, tính đến hiện tại, vẫn chưa có nghiên cứu khoa học nào giải thích được tại sao một số phụ nữ lại có nhiều mô vú đặc hơn những phụ nữ khác. Tuy nhiên, một số yếu tố có thể làm ảnh hưởng đến mật độ vú như độ tuổi. Những phụ nữ trẻ tuổi thường có nhiều mô vú đặc hơn. Chỉ số cơ thể. Những phụ nữ có chỉ số khối cơ thể thấp, cơ thể có ít mỡ, có thể có nhiều mô vú đặc hơn. Yếu tố di truyền. Nếu trong gia đình có người huyết thống gần có mô vú dày thì khả năng bạn có mô vú dày cũng cao hơn đấy. Cho con bú. Có thể bạn không tin, nhưng cho con bú cũng là một yếu tố khiến mô vú đặc hơn. Nội tiết tố. Sử dụng thuốc viên tránh thai hoặc liệu pháp nội tiết tố thay thế sau mãn kinh có thể làm mô vú đặc hơn. Mãn kinh. Thông thường sau mãn kinh thì vú của người phụ nữ có nhiều mô mỡ hơn, ít mô đặc hơn. Bạn có thể yên tâm vì mô vú dày không phải là bệnh, tuy nhiên nó có thể gây ảnh hưởng theo hai hướng. Thứ nhất là làm tăng khả năng che lấp các dấu hiệu của ung thư vú trên kết quả chụp nhũ ảnh khiến ung thư vú khó phát hiện hơn. Thứ hai là làm tăng nguy cơ xuất hiện ung thư vú. Làm thế nào để nhận biết bản thân có mô vú dày? Bạn không thể nhận biết bản thân có mô vú dày hay không nếu chỉ dựa vào cảm giác của bản thân, kích thước của vú hay tự khám. Mật độ của vú chỉ được đánh giá thông qua kết quả chụp nhũ ảnh mà thôi. Bật mí nhé, kết quả chụp nhũ ảnh không chỉ cho biết có sự hiện diện của ung thư vú hay không mà còn thể hiện được sự tương quan giữa số lượng mô vú đặc và mô vú không đặc. Bởi vậy, chụp nhũ ảnh định kỳ cũng quan trọng lắm đấy. Mô vú dày có phải là ung thư? Để trả lời câu hỏi này, các nhà nghiên cứu Thụy Điển đã sử dụng phương pháp đo mật độ vú tự động bằng phần mềm có tên phân tích thể tích tự động Automatic Volume Matrix Analysis, và kết quả cho thấy những phụ nữ có mô vú dày đặc đối mặt với nguy cơ ung thư vú cao hơn. Nghiên cứu vừa nêu được thực hiện trên hơn 100.000 phụ nữ và hơn 300.000 xét nghiệm sàng lọc những phụ nữ Thụy Điển trong nghiên cứu ở độ tuổi từ 50 đến 69 tuổi, và phần mềm tự động phát hiện ra mô vú dày đặc chiếm 28% các xét nghiệm sàng lọc, tỷ lệ ung thư vú là 6,7 trong mỗi 1.000 xét nghiệm đối với những phụ nữ có mô vú dày đặc và 5,5 trong mỗi 1.000 phụ nữ không có mô vú dày đặc. Mặc dù kết quả không có sự chênh lệch nhiều nhưng cũng phần nào cho thấy sự sai khác rõ ràng về tỷ lệ mắc ung thư. Nếu có mô vú dày thì nên làm gì? Dù là có nguy cơ cao hơn thì cũng đừng quá lo lắng nhé. Hãy nhớ rằng mô vú dày là một hiện tượng sinh lý bình thường hay gặp, đặc biệt mật độ của vú cũng không phải là yếu tố có thể thay đổi bằng các biện pháp can thiệp, nên bạn không cần bất kỳ điều trị nào và nó có thể tự thay đổi theo thời gian. Trong trường hợp kết quả chụp nhũ ảnh cho thấy có hiện tượng mô vú dày, bác sĩ có thể chỉ định thêm một số sàng lọc khác nhằm tăng khả năng phát hiện ung thư vú như siêu âm vú, chụp cộng hưởng từ vú, chụp vú 3D, chụp vú phân tử. Dấu hiệu cảnh báo ung thư vú là gì? Làm thế nào để giữ cho vú luôn khỏe mạnh? Theo thạc sĩ, bác sĩ Quách Thành Dung, khoa nội ung bướu, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Tham City, một số dấu hiệu cảnh báo sớm ung thư vú gồm đau tức ngực hoặc tuyến vú, vú to bất thường, nổi u cục ở tuyến vú, nổi hạch nách, thay đổi da vùng vú, tụt núm vú, thay đổi vùng da quanh đầu núm vú, chăm sóc núi đồi khỏe mạnh. Tất nhiên rồi, trong bất kỳ hoàn cảnh nào thì việc duy trì thực hành lối sống cân bằng, lành mạnh, năng động vẫn luôn là cách tốt nhất để vú cũng như toàn bộ cơ thể luôn được khỏe mạnh. Để chăm sóc núi đồi và phòng tránh ung thư vú thì bạn có thể tham khảo một số gợi ý sau: thực hiện tự khám vú hàng ngày, tham khám bác sĩ định kỳ hàng năm, không hút thuốc lá, duy trì thực hành chế độ ăn cân bằng, lành mạnh với nhiều trái cây và rau xanh, hạn chế tiêu thụ rượu và đồ uống có cồn, duy trì cân nặng hợp lý, thường xuyên tập luyện thể chất, ngủ đủ thời gian mỗi ngày, thư giãn, giảm căng thẳng một cách hợp lý. Dù mô vú dày có phải là ung thư hay không thì các bạn cũng không được chủ quan đâu nhé. Phòng bệnh luôn tốt hơn chữa bệnh. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy chia sẻ và hãy ấn subscribe kênh YouTube của Vinmec để cùng cập nhật thêm nhiều video về y tế và kiến thức chăm sóc sức khỏe khác.